Xin chào mọi người nhé. Ngày hôm nay mình quay cho mọi người xem một cái vườn cà chua thân gỗ, trái rất là sai luôn. Mấy cái trái này thì còn xanh này. Mấy trái này thì nó chín rồi nè. Khi nào mà chín đen thì ăn được. Trái sai quá trời. Cả một cái dãy cây cà chua thân gỗ này, cây nào nó cũng trái nhiều hết. Cây này là trái chín đã luôn này. Có mấy trái đây, chùm này có 5 trái đây nữa. Ôi tuyệt vời, đây là ăn được rồi. Rồi ăn được rồi, đây đây cây này đúng rồi. Quá đã luôn rồi, cảm ơn nha. Phân rồi đây này.